Xin chào, tôi là Đoàn Tổ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật lắc vai qua người một hiệu quả. Điểm đầu tiên trong kỹ thuật này đó là dẫn bóng thẳng đến vị trí của hậu vệ. Sau đó sử dụng động tác lắc vai làm động tác giả, hạ trọng tâm để nhờ hậu vệ bắt bài sang một hướng. Tiếp theo là chọn thời điểm và khoảng cách thích hợp để chuyển hướng đi bóng. Cuối cùng đó là tăng tốc độ quyết đoán vượt qua hậu vệ. Chúc các bạn tập luyện thật tốt. Và tôi là Đoàn Tổ.